Này hôm trước anh vét sót một ít này, mới được 3 ngày nó lên men này. Anh rắc gạo lên, rắc cái ấy này. À. Rắc men luôn, men dịu kìa. Đây là cái hôm trước, cái lần cũ mà anh bỏ nó còn đấy, mà hôm trước nó còn một tí thôi. Anh vét được hôm nó đi đánh chấm ở dưới Đông Anh nha. Sĩ củ mựa. Đây đi ăn mạnh ơi, chả rủ không anh gì cả, để mang đồ nó đây trộn. Mang đây trộn anh lại được cái clip lại úp lên mạng cho anh em xem. Ngon đấy, ngon đấy. Thơm như vậy. Em cho hơi ít thính nền rồi. Hết rồi. Hết rồi. Thôi từ này thôi. Thôi, tạm được. Đánh ổ bé. Em khỏa xòe cái đũa ra khỏa xung quanh nhanh được không? Rồi thế thôi. Cho mẻ vào trước, ít này cho mẻ vào trước. Hơi ít. Chua chưa? Thế thôi đảo sơ sơ thôi. Xong rồi em cho cắm trứng các thứ vào. Thôi bỏ tất và cho cái súp vào nữa. Dao ạ. Đây, cảm giác của này. Ôi, đi con mẹ. Ôi. Gắt nhất là cái này rơi đất nó cứ bay lung tung. Thôi đang đảo lên vội em cho lút xốp vào đây xong rồi đảo tất đi có thể cho nó nhanh. Ghét nhất là nó bị rơi ra đất. Giống này xong nó quay được đâu. Ừ, nó quay lung tung. Đây rồi. Để anh lấy cái này. Ngoài quán này hôm trước anh đổ mất nửa xô ra vét hơn tiếng đồng hồ cứ thò tay xuống vét nó bay. Cho nó tí chạo đi. Ừ, tính chạo trứng gà mà nó đập luôn cho tất đấy cho tất đấy đang đeo bao nhiêu. Rồi đi nhiều quá. Em đi tiếp tục. Hơi khô. Mẻ của em nó khô quá. Nó gà cái thính nền ít.
Nó cũng dậy mùi rồi. Thế thôi nhỉ. Đảo đều lên chỗ nào nó còn khô khoảng khoảng, khoảng lên. Được rồi. Sóc sóc ở dưới lên dưới nó toàn là cám khô dưới đấy bụi mù ấy. Được rồi. Sĩ chủ làng rời anh ra móm dài răng trước đó. Không có cái dây đâu anh. Tìm nhà phải ít dây. Đây, cái này buộc vào rồi. Em rội cái nước này đây nó hàm sốt nó trôi rồi. Bà chị lại tưởng anh đi câu rồi. Anh đi liên tục.